Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đến với kênh YouTube Top Tara của mình nha. Hôm nay mình sẽ làm một clip về Tara đi rừng nha anh em. Nói chung là không khuyến khích anh em bắt chước với mất mọi hình thức nha. Clip này 18 cộng nha anh em, không dành cho trẻ em nha. Ok. Tại vì mình tính đi top, mình chọn chuyện kỵ mà cuối cùng team mình không ai đi rừng luôn. Bạn Ngô Công cũng nhường rồi, bạn Nga Thơ đi SB luôn, nên cuối cùng là mình đi rừng luôn nha anh em. Chừng họ bắt hết dễ thôi. Nhưng mà kệ, lâu lâu làm một cái clip lạ lạ cho anh em coi cho vui thôi, giống như là tham khảo thôi. Nói chung vị tướng này đi rừng cũng bạn Nga Thơ của mình nhắn cho tên bạn biết là ta ra đi rừng chưa. Chưa thấy ra đi rừng các bạn ơi. Okay. Thắng bại là tại kỹ năng chứ không phải là tại chất tướng nha anh em. Nên là anh em cứ thoải mái về cái chất tướng. Nói chung chất tướng con này đi rừng thì nó hơi tù một xíu, nhưng mà cũng khá là khó chịu chứ không phải là tầm thường nha anh em. Hôm nay cái bản ngọc của con này đi rừng thì mình sẽ lên bản ngọc cho nó là ngọc đỏ tóc đánh 10 viên tóc đánh áo giáp, ngọc tím là 10 viên công vật lý tóc chạy, và ngọc xanh là 10 viên máu tối đa giảm hồi chiêu nha anh em. Mình lấy cái ngọc tím nó có một ít công vật lý để cho nó có đam, xíu đam để mình có thể farm nó nhanh hơn nha anh em. Bình thường mình sẽ lên full thủ, còn nếu mà mình đi rừng thì mình sẽ lên có xíu đam cho nó dễ đánh. Ok, giờ mình có cấp 4 rồi. Mình con này mình cố gắng tập trung farm thôi, tại vì cái chất tướng đầu game nó farm rất là lâu nè, nên là mình cố gắng farm để cho lấy cái nội tại của quái rừng cho nó câu lên nha anh em. Xem bạn có con lùm bùa khá là có chịu, nó rất là câu luôn anh em ơi. Chết không? Trời ơi anh em ơi, mạng mình hôm nay hơi bị lắc á, mấy cái pha đó mình xử lý nó hơi lồng cộng anh em ơi, làm còn giật tít nó trốn thoát cái mạng đó rồi. Hey hey. Ok, một pha xử lý khá là quyết đoán của mình. Ok, dí theo đây bạn. Ok, chiến công đầu của mình rồi, mạng đầu của mình rồi anh em ơi. Giết nó luôn, mạng mạng thứ hai cho mình. Đừng chê ta ra đi rừng nữa nha anh em ơi. Dạ mấy em nhỏ ơi, đừng bắt trước theo với mấy em, khổ cho tem lắm. Tại vì mình bất đắc dĩ mới chơi thôi, chứ thật sự là con này đi kiểu troll game thôi, chứ chơi đấu hạng mình chơi cũng hơi khó nha anh em, hơi khó. Nói chung là tem hiểu ý đồng đội thì mình chơi cũng khá là ok luôn đó, nhưng mà tem mà không hiểu ý thì lúc chơi rất là khó chịu, hoặc là nó phá game nữa. Có nhiều lần mình chơi con này đi rừng gặp tem nó không cho đi, nó phá, nó cho đi xong đã đời rồi nó phá, nó đi con rắc nó lon bùa hoài luôn, làm rất là khó chịu luôn anh em ơi. Chạy nè bạn, chạy hộp. Trời ơi, nó lướt cái cú lướt đó hay quá, nó né được cái kêu của mình rồi. Không ấy là tới công chuyện với mình rồi anh em ơi. Ok, mình sẽ đảo lên đi nha anh em. Con này cố gắng tập trung farm để cái lượng vàng mình nó lên cao xíu, mình dễ chơi. Chất tướng nó farm rất là lâu luôn, đầu game farm khá là lâu. Chạy hộ bạn ơi. Trời ơi, bạn gọi hót 2-3 lần luôn. Trời ơi, chạy đi A Thơ ơi, chết đó bạn ơi. Chạy. Cú cho chạy mà cứ đứng hoài luôn, khiến chết hay gì đó. Hôm nay sao có cái mạng mình nó hơi đơ đơ anh em ơi. Trận này chơi chắc là không có hay được rồi, nhưng mà cố gắng chơi thôi. Tại lâu lâu mới có một clip được đi rừng, mình làm clip cho anh em coi thôi, cũng như tham khảo thôi, chứ thật sự trận này chơi không hay nha anh em. Cũng như mạng nó yếu quá, không biết mạng yếu hay cái máy nó bị gì nữa, cà đơ đơ
nhiều lúc mình vuốt vuốt cái nút di chuyển mà vuốt 2-3 lần nó mới di chuyển được luôn anh em ơi, rất là khó chịu luôn. Hai mạng dành cho mình rồi anh em ơi, mình cũng khá là xanh rồi đó, giờ mình chỉ việc cố gắng farm mấy con quái để mình lấy nội tại thôi, rồi mình xong bị cướp con rồng rồi. Tem mình bu đông nhưng mà nó không làm được gì hết anh em ơi, một mạng nữa cho mình anh em ơi. Tem có lùm bùa khá là trâu luôn, nó cái mạng của mình nó bị đơ, mình không dí theo được luôn anh em ơi, rất là bức xúc luôn. Trận này chơi không hay được rồi, cứng luôn, cứng luôn. Cái nội tại của ta ra là máu càng thấp thì cái lượng đam đi ra nó càng cao anh em ơi, nên là mình tận dụng cái nội tại đó mà mình cố gắng duy trì. Nếu mình thấy cái lượng máu mình còn đủ để kết liễu đối phương thì mình cứ kết liễu xong mình dừng chiêu mà mình chạy nha anh em. Đó là một mẹ nhỏ để mình chơi ta ra nha. Chơi 4-0 cho mình luôn, cố gắng farm tiếp thôi nè. Con này đi rừng cũng khá ổn chứ, đến giai đoạn này thì nó farm rừng cũng tương đối nhanh hơn xíu rồi. Ok, có món làm chậm rồi, mình sẽ lên cũng vẫn làm full thủ để mình có thể tồn tại giữa giao tranh tốt nha anh em. Mình có thể mở combat cho tem rồi, tem mình thấy cái lượng sát thương cũng có rồi nên là mình cũng không nhất thiết là phải lên thêm đam đâu, nên mình cứ lên thủ thôi. Ok, cân ba luôn, cân ba luôn em ơi, cân luôn. Ok, tới luôn bạn ơi, cân luôn. Trời ơi, bạn Limbo lại chạy thoát anh em à, mình phải giết bạn dây phía thôi, bạn Limbo là SP nên mình không có dí theo nha anh em. Mình tận dụng farm mấy con quái của tem bạn cho tem bạn nó lớn, nó không có xanh được, không có cơ hội farm luôn. Ê gấu ơi, gấu làm gì vậy gấu, gấu làm gì gấu, gấu làm gì vậy gấu. Limbo là một vị tướng trâu hơn cả con bò luôn em ơi, rất là trâu luôn. Tem nó khống chế khá là nhiều luôn em, nào là Limbo rồi còn thêm Isa nữa. Jeffit cũng có cái chiêu anti khống chế nữa, làm hất tung lên đó. Trời ơi, mình bị lắc anh em, mình chạy vô mà mình không chạy ra được luôn á, rất là khó chịu luôn. Game hôm nay chơi không có hay được rồi anh em ơi, kết liễu luôn. Chắc có lẽ là mình sẽ kết thúc trận đấu tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem clip ủng hộ mình tới cuối clip nha. Nếu anh em nào xem mà chưa like và đăng ký kênh thì cho mình xin một nút like và nút đăng ký kênh ủng hộ kênh mình mau chóng phát triển nha anh em. Hẹn gặp anh em ở video tiếp theo. Cảm ơn anh em nhiều. Bản ngọc mình nó sẽ có để trong phần miêu tả nếu anh em không thấy kịp á, anh em coi tham khảo bản ngọc của mình nha. Ok, tạm biệt anh em. Thank you.